Xin chào tất cả các bạn, mình là admin Hà Sirius của kênh Bạn Có Biết. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review một bộ phim về tên sát nhân Jason Voorhees. Lý do là vì mình định làm một trận battle giữa Jason và một kẻ mạng khác. Vì thế mình đã quyết định coi tiếp phim này sau khi coi Jason X để hiểu rõ hơn về Jason. Phim này có tên là Jason Goes to Hell: The Final Friday, đã phát hành khá lâu vào năm 1993. Đây là phần thứ 9 trong tổng số 12 phim của loạt phim thứ 6 ngày 13. Tiếp nối phim này sẽ là phim Freddy vs. Jason mà mình đã từng tóm tắt cốt truyện trước đây. Phim này cũng khá là hay, mình nghĩ nó hay ngang với phim Jason X mà mình đã review lần trước. Phim phù hợp với các bạn mê phim hành động, kinh dị, không phù hợp cho các bạn thích phim tình cảm hay phim có ý nghĩa. Cốt truyện phim rất mới lạ so với các phần phim trước. Phim có diễn biến nhanh, chủ yếu là các cảnh hành động và kinh dị. Nội dung phim khá giống với các bộ phim về zombie, alien, virus đồ. Điểm đặc biệt nhất của phim này so với các phim khác là Jason đã có thêm một khả năng kỳ lạ khác. Hắn ta có thể hồi sinh bằng cách chuyển xác. Ngoài ra, không thể giết chết Jason bằng những cách thông thường được. Về nội dung phim, bằng một cách nào đó tên sát nhân mặt nạ Jason Voorhees vẫn còn sống tại nhà của hắn, địa điểm gần hồ Crystal. Jason lần này bị FBI gài bẫy. Họ cho một đặc vụ nữ vào nhà Jason để dụ hắn ra ngoài. Sau đó lúc Jason định giết đặc vụ này, thì toàn bộ các đặc vụ khác đồng loạt nổ súng tấn công. Cuối cùng thì Jason đã bị bắn nổ tan xác. Mọi người tưởng rằng hắn đã chết thực sự, nhưng thực tế không phải. Quả tim quỷ của Jason vẫn chưa bị phá hủy và tiếp tục đập trên mặt đất. Tuy nhiên thì họ không nhận ra điều này. Thi thể của Jason được đưa về nhà xác để giám định. Quả tim kỳ lạ kia cũng được mang theo cùng xác của hắn ta. Điểm đặc biệt là quả tim này có màu đen, to gấp đôi bình thường, có chứa chất nhầy cũng màu đen. Điều kỳ lạ nhất là nó vẫn còn đang đập. Một chuyên viên nghiệm thi đã xăm soi quả tim này và cuối cùng ông đã bị nó điều khiển. Chuyên viên này cầm quả tim lên ăn và bắt đầu rống lên. Con quỷ Jason bắt đầu nhập vào người của ông ta. Để đơn giản, mình sẽ gọi người này và tất cả những người bị Jason nhập vào bằng tên là Jason luôn. Jason vẫn giữ hình dạng trước đó của nạn nhân. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hình dạng thực sự của Jason Voorhees qua gương mà thôi. Phim xoay quanh gia đình của bà Diana. Bà này thực ra chính là em gái của Jason. Bà Diana có một đứa con gái tên là Jessica. Jessica có một đứa con tên là Stephanie và một người chồng cũ tên là Steven. Trong phim cũng có một nhân vật khá thú vị tên là Gretchen Duke, một thợ săn tội phạm rất nổi tiếng. Ok, mình sẽ chỉ tiết lộ nội dung phim đến đây mà thôi. Điều mình có thể nói thêm nữa là Jason chỉ có thể được giết bởi người thân của hắn ta, tức là bà Diana, con gái Jessica của bà, hoặc cháu của bà là Stephanie mà thôi. Có vài cảnh nóng trong phim, vì thế phim không dành cho con nít dưới 18 tuổi. Ngoài ra cũng không dành cho các bạn sợ thấy máu me đồ. Có một chi tiết rất vô lý trong phim là mọi người đã biết rõ Jason cực kỳ nguy hiểm, nhưng họ đều không phòng bị gì cả. Tuy nhiên chúng ta có thể thông cảm, vì nếu như ai cũng thông minh như nhân vật chính thì có lẽ không còn phim để mà coi nữa. Diễn xuất của các diễn viên tương đối ổn. Nhân vật chính có nhiều đất diễn nhất là thanh niên Steven và vợ cũ của anh là Jessica. Steven chính là người anh hùng trong phim. Tuy nhiên các nhân vật này được xây dựng có vẻ không ấn tượng cho lắm. Câu chuyện về anh ta chưa đủ hay và cảm động đối với mình. Phim này có những chi tiết liên quan đến hai phim nổi tiếng khác là Evil Dead và A Nightmare on Elm Street. Con dao được dùng để kết liễu Jason chính là con dao đầu lâu trong series Evil Dead. Ngoài ra cuối phim sẽ xuất hiện một cảnh ngắn về thanh niên Freddy Krueger.
có một vài đoạn khá hài hước trong phim. Các nhân vật chửi tục hơi nhiều, các cảnh chiến đấu được dàn dựng tốt và chân thực, kỹ xảo được thể hiện đẹp mắt, âm thanh tốt, màu sắc tốt. Nhân vật mình yêu thích nhất là Gretchen Duke. Anh ta có vẻ hám tiền, đồi bại, tuy nhiên lại hài hước và đặc biệt khá hữu dụng trong phim. Đối với fan của phim kinh dị và đặc biệt là fan của Jason thì mình nghĩ là nên coi. Cá nhân mình cho điểm phim này 6.5/10. Còn về độ kinh dị, máu me của phim thì mình sẽ cho 7/10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.